Anh chị thân mến, theo các anh chị, có gì miễn phí mà tốt không? Không có gì miễn phí mà tốt đâu ạ. Nhưng bảo hiểm nhân thọ miễn phí lại tốt. Ai trong mỗi chúng ta cũng đều trải qua ba tình huống chính của cuộc đời. Đó là mạnh khỏe sống lâu có được tiền không? Thưa có đấy ạ. Chúng ta sẽ được nhận khoản hưu trí an nhàn thảnh thơi khi về già mà không phiền hà tới các con cháu. Và chắc chắn rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng, luôn được khỏe mạnh và bình an. Vậy ốm đau bệnh tật thì sao? Có được tiền không? Vâng, có đấy ạ. Bình thường khỏe mạnh chúng ta phải đi làm, kiếm thu nhập về để lo kinh tế cho gia đình. Nhưng không may ốm đau nằm viện, chúng ta sẽ được miễn phí các khoản chi phí của bệnh viện. Cũng như chúng ta có được một người bác sĩ tận tình chăm sóc cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Và hơn thế nữa, cuộc sống vốn là cơm áo gạo tiền, cuộc đời là vô thường. Đã có rất nhiều người buổi sáng dắt xe đi làm và không trở về nhà được nữa do tai nạn giao thông. Và cũng có không ít những người là trụ cột chính trong gia đình, không may lâm bệnh hiểm nghèo và ra đi khi còn quá trẻ. Thế nhưng bảo hiểm nhân thọ đã đến gõ cửa và ở lại giúp đỡ chăm sóc cho những người thân yêu và thực hiện những ước mơ của chúng ta khi còn dang dở. Như vậy có thể nói, tham gia bảo hiểm nhân thọ miễn phí lại rất tốt, thưa các anh chị.